dùng điện thoại, thiết bị điện tử và tài khoản cá nhân vào lúc này. Trân trọng cảm ơn. Vượt gió vượt đèo, chúng tôi là chúng tôi theo bờ biển, nhưng mà chúng tôi trước là một dòng sông, à một dòng suối. Ôi giời. Bắt đầu về là chậm, bắt đầu gắn nhạc chiu 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 chiu. Rồi Lê Minh Phú chuẩn bị được VF story của tôi. Nghe luôn hả? Mình đi tham quan vườn động vật quốc gia, đứng đầu chỗ thức ăn. Thôi bye bye nha. Bye bye, bye, bye. Đó, rất thương bạn sao. Đi đi. Tạm biệt nha. Thôi chào em này nha.